hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức được bình sinh tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Thầy giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ đại đức minh mẫn cùng chư tôn đức vừa đang được quỳnh kính. Thấy đại đức không bạch sư, dạ nếu sư có thời gian sư có thể mà hướng dẫn cho chúng con ôn bài pháp Phật kinh 145 thì con xin thay mặt đạo tràng dạ đảnh lễ cung thỉnh sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy dạ, đại đức minh mẫn có nghe được âm thanh con không? Hôm nay con thấy sư vào đạo tràng sớm rất là hoan hỷ ạ. À. Dạ, vậy là sư vào để đức thôi chưa có trước mái. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tham Má Cha Rí, cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Viriya Ratana. Và sau đó thì mời cô nghe pháp, mời cô Ái Minh, mời Xích Rạng Đông, mời Xích Tâm Phương và mời tất cả những bàn tay mà quý vị nào cầm mic được thì Nhật Quỳnh chưa rõ thì kính mời tất cả quý vị. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ giờ vị nào cho Nhật một tín hiệu trước đi để Nhật Quỳnh giao mic đi. Cô Tuệ Duyên, cô Viriya Tanna, cô tu nữ Tham Má Cha Rí và dạ, ba cô nào đánh đồ tì đi, đưa bàn tay trước đi, cho nhìn một tín hiệu. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời cô. Cô nào cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi để Nhật Quỳnh giao mít ạ. Sư thì không có trước máy rồi. Ồ, cảm ơn Đặng Đồng. Mời Đặng Đồng nha. Sa thú chị Nhật Quỳnh, nãy giờ chị tụng kinh cũng đã khô cổ rồi, kính mời chị dùng nước. Thấy không thấy tín hiệu của quý cô tu nữ thôi, em mở màn. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, dẫn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Minh Mẫn, cô tu nữ Tham Má Cha Rí, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Viriya Ratana, cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính ôn câu pháp cú số 145. Uda can hi na yang ti net ti ka usuka ra nama yang ti te cha nang darum nama yang ti tak cha ka at ta nang đã ma dằng tí xúc bá tà u đa cần hi na dằng tí nét tí cà u su cà ra na ma dằng tí tề cha năng đà rùng na ma dằng tí tắc cha cà á ta nang đã ma dằng tí xúc bá tà u đa cần hi na dằng tí nét tí cà Usuka ra nama yang ti te cha nang Darum nama yang ti tak cha ka Atta nang nama yang ti suk bata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống dáng, vật tự điều điều thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Uda can ca usuka ra nama yang ti te cha nang da rum nama yang ti tak cha ka atta nang dama yang ti supata.
Una cần hi na dần ti ne ti ca u su ca đà ra ti tề cha năng đà rùm ná ma dần ti tắc cha ca a ta năng đá ma dần ti xúc ba ta. Đào mương dẫn nước khéo thai, mũi tên công dạy, uống ngay chẳng phiền, gỗ dên thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Thấy có bằng tay chị Lạc Lê, em kính mời chị. Dạ, kính cảm ơn chị Lan Đông. Hôm nay thôi rồi, không được kia rồi. Dạ, hôm nay cái dùng quá cái iPad, không biết sao mà mở ra không thấy chữ ta. Dạ, con Tâm Phương trước hết con đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Ca Giá. Con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu Pháp Cú 145. Ú đá kinh hí na dành tí nít tí ca ú su ca ra na má dần tí tề dần tề dần đà dùm na má dành tí tất cha ca a ta năng đa mà dần tí su pa ta u đa ca kinh na dân ti nê ti ca u su ca rang na ma dân ti tê cha năng na yum na ma dân ti ta cha ca a ta năng đa ma dân ti su ba ta người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc trừ điều điều thân. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đào mương dẫn nước kéo thai, mũi tên công vại uống ngay chẳng phiền, gỗ ven thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm. Và đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong sáng nay rồi, hơi bị khăn tiếng. Xin mời Ái Minh ạ. Dạ, sa thứ lần thầy, kính cảm ơn chị Tâm Phương. Dạ, nay bị gác phần cổ quá, nhưng mà cũng gán. Dạ, con kính tri ân cô tự duyên, kính cảm ơn chị Rạng Đông. Nam mô Bức Thai Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Tăng Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Huyền Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn. Con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 145. U đa cần hi na dành ti nê ti ca u su ca ra na ma dành ti tề cha năng đà ruồng na ma dành ti ta cha ca a ta năng đa ma dành ti su pa đà Supata udakang hi na janti netika usukara nama janti te chanang darung nama janti tachaka atanang dama janti supada Supata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, vật tự điều điều thân. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tu
đa căng hi na yan ti me ti ca u su ca ra na ma yan ti te cha nang ta ru na ma yan ti ta cha ca a ta nan da ma yan ti su pa ta Uda kang hi na yan ti ne ti ka usu kara na ma yan ti te cha nang da rung na ma yan ti ta cha ka a ta nang da ma yan ti su ta Uda kang hi na yan ti ne ti ka usu kara na ma yan ti te cha nang đà ruồng na ma dành ti ta cha ca át tà nàng đa ma dành ti su phát tà đào mương dẫn nước khéo thay mũi tên công vậy uống ngay chẳng phiền gỗ bên thợ mộc đẽo liền khiến tà thành chánh trí hiền nhiếp tâm phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và em kính mời quý anh chị khác ạ à. Nam mô Bức Thầy á, Nam mô Thâm Mây á, Nam mô Sơn Quang Khai, con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Thuận, Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với bà với cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, Thủy Duyên xin kể bài kinh Pháp Cú số 145. Dạ, cảm ơn chị Vạn Đồng. U đa căng hi na yăng thì nét tí ca u su ca ra nam ma yăng ti te cha nang đa rum na mai yang ti tat cha ka a ta nang đa ma yang ti sap ba ta u đắc cần hi na yang ti net ti ka u su ka ra nam yang ti tề cha năng đà rùm nam ma dần tí tách cha ca áp tà năng đà ma dần tí sức á tà u đa căng hi na dần tí nê tí ca u su ca ra nam ma dần tí tề cha năng đà rùm nam ma dần thì tất cha ca áp ta năng đa ma dân thì sập ba ta người trị thủy dẫn nước kẻ làm tên lắng tên người thợ mộc uốn ván bậc tự điều điều thân phổ này phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. Đào mương dẫn nước khéo thay, mũi tên công vậy uống ngay chẳng phiền. Gỗ bên thợ mộc đẽo liền, khiến tà thành chánh, trí hiền nhiếp tâm. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Thủy Yên đã kể xong. Dạ, bây giờ Thủy Yên xin và kính mời vị Phật tử tiếp theo.
Dạ sa thú kinh cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Dạ nam mô Bụt Tha. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn rằng dạ kính cảm ơn rạng đông ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Tâm Phương. Dạ nam mô Bích Tha. Dạ dạ bây giờ thì chắc nãy giờ chưa có cô nghe pháp đưa tay, có lẽ cô rất là bận rồi. Dạ tại lúc này không có đại đức pháp tính ở chùa nên cô cũng rất là bận biểu. Dạ bây giờ thì con xin được ôn bài pháp cú kinh số 145. Dạ nếu cô nghe pháp trở lại máy thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh sẽ gửi mic lại cho cô ạ. Dạ nam mô Bích Thai. Dạ dạ cảm ơn rằng đồng cho bài học. Udakan hina tinatika usukara nama janti te chanang đà rùm nama janti ta chaka atanang nama janti supata. Udakan hina yan tinatika usukara nama yan tite chanang darum nama yan titas chaka atanang nama yan tusup bata. Udakan hina yan tinatika usukara nama yan tite chanang đà rùm nam a dành ti ta cha ca a ta năng nam a dành ti sấp ba ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tự điều tự thân. Dạ đây là bản ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Ưu đa canh hi na danh ti na ti ca u su ca ra na ma danh ti tê cha năng đà rụm na ma danh ti ta cha ca a ta năng đa ma danh ti su ba ta. Ô đa canh hi na danh ti na ti ca ô su ca ra na ma danh ti tê cha năng đà rụm na ma danh ti ta cha ca a ta năng đa na ma danh ti su ba ta. Ô đa canh hi na danh ti na tê ca u su ca ra na ma danh tê tê cha năng đà rụm na ma danh tê ta cha ca a ta năng đa ma danh tê sấp ba ta. Tạo mương dẫn nước hay ai mũi tên công vại uống ngay chẳng phiền gỗ quên thợ mộc đẽo liền khiến ta thành chánh trí hiền nhiếp tâm. Dạ đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mến chào Xích Hoa Nguyệt, kính chào người phương Nam vừa vào đạo tràng. Dạ dạ Nhật Quỳnh không có thấy bằng tay cô nghe pháp. Dạ nam mô Bích Thai. Dạ dạ sa thú lành thai. Cô tự duyên chuẩn bị nha, cô tự duyên chuẩn bị. Nhật Quỳnh thấy cô tự duyên có trước mái ngàn chuẩn bị tinh thần nha cô tự duyên. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tự duyên, cô ấy Minh Xích Rạng Đông.
còn ai nữa không quý vị? Đã hoan hỷ lên kệ kinh, dạ, nếu mà Nhược Bình còn thiếu vị nào thì xin hoan hỷ cho tín hiệu nha. À, Tâm Phương, Tâm Phương rồi, rung rồi, Đặng Đông ơi trả mục tiêu rồi, ô đây nè Tâm Phương trở lại rồi, dạ, dạ kính cảm ơn xin Tâm Phương, dạ, bây giờ thì đã hoan hỷ lên kệ kinh, dạ, bây giờ thì Xích Nghe Pháp ơi, Xích Nghe Pháp mất tiêu rồi cô ơi. Dạ, chắc là có lẽ Xích Nghe Pháp bận biểu ở nhà. Dạ, Nhật Quỳnh bữa nay cái tay yếu đuối quá, cầm mic nó cứ té hoài vậy cô Tệ Duyên ơi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời cô Tệ Duyên thay mặt đầu tràng để cung thỉnh Pháp Sư. Hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài Pháp Cú Kinh số 146 và sư đã vào sớm rồi. Dạ kính mời bàn tay cô ạ. À. Dạ kính mời cô. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý Phật tử. Và giờ này là giờ cung thỉnh Pháp Sư, kính mời đạo tràng cùng tự nhiên lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tát Sa Bà Ga Wa Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Tàn Sa Nam mô Tát Sa Bà Ga Wa Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Tàn Sa Nam mô Tát Sa Bà Ga Wa Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Na Sa Ram Ma Cha Lo Ka Thi Ma Thi Sam ba ti ca tánh cha li an thi va rằng a ya cha tha sa sa ra cha cha ti ca đề se tu tham mang an u cam ti mang pa chang sa tham ma phê đêm bi na yán cha ca yán su tánh cha ban thăng áp phi tham ma chăm măng a cô ta yán tô cha tu sát cha đăng đăng ba po tha này về ba đi xa và mang che e quang sa ham ba ti brahma ba ga quan tăng a ya cha tha tùng hi pha quê na tăng bút thô ca dun nghe na thi và xa ya tam ha u tha ya pa de na mi ga da yang ta to ga tu ban cha wa ya da yo nai ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu to a nu na tham ma de sa nang ma ga wa sa ni de se si sa ta nang at tha sít tha căng tê na sa thu ai vô phạm tê đề sê tu thăm mà đề sa năng sầm ba di tha ba di sa ya
Anukambang bika tawe. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lô mộc đắng nhờ ánh sáng rõ qua lành rải tàn mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường yêu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoảng Phật nhận lời những chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dây đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ danh vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ấm phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu đặng trí tia vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con thay mặt đạo tràng đã cung thỉnh Pháp Sư vừa xong. Và bây giờ con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn Từ Bi Hoàng Hỷ Quan Âm Pháp Tọa để thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Và con kính Nhân Mất Tấn Sư. Sa thú lành thay kính tri ân MC. MC giờ rồi chúng tôi không có để ý nó thành ra cũng quên mất là ai. Dạ nghe hơi nhỏ ha, hơi nhỏ chúng tôi chỉnh lên tí. Dạ rồi, chắc ok rồi. Nam mô Bụt-thaya, Nam mô Tham-maya, Nam mô Sang-khaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 146. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Cô Nú Ha Sô Kí Ma Nan Đô. Cô Nú Ha Sô Kí Ma Nan Đô. Đoạn thứ hai. Nít chân bách chá lý tê sá tí. Nít chân bách tê sá tí. Đoạn thứ ba. An thá ca rê na ô nát tha. An thá ca rê na ô nát tha. Và đoạn thứ tư. Pa di pang naga we satha. Pa di pang naga we satha.
Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có bốn từ. Bốn từ. Từ đầu tiên, cô. Cô đây là một nghi vấn đại từ. Có nghĩa là cái gì? Còn từ thứ hai, chữ nút này nó đi kèm theo nghi vấn từ này. Thành ra đó là chúng ta có thể không dịch. Hoặc nếu mà dịch đó thì chúng ta gom hai từ đó lại. Cô nút là cái gì? Hay là gì cái gì? Chữ cô này nếu mà chỉ cho người đó thì lúc đó chúng ta sẽ dịch là ai. Nhưng mà ở trong trường hợp này đó, trong ý nghĩa của câu kệ này đó, thì chỉ cho nêu lên một cái câu hỏi thì thành ra chúng ta mới dịch là gì cái gì. Từ tiếp theo, ha sô, ha sát. Ha sát chia theo chủ cách. Ha sô có nghĩa là nụ cười hay là tiếng cười. Từ cuối cùng, ki ma nan đô, đây là một hợp từ chúng ta tách ra kinh cộng với là ananda, anando. Chữ kinh nó cũng đồng nghĩa với là chữ cô, nhưng mà chia khác giống thôi. Chữ kinh chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, là gì cái gì. Ananda, anando, ananda. Ananda đó nó đồng nghĩa với là nanda, là sự vui vẻ, hân hoan, sự vui vẻ, sự hân hoan. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Dạ rồi, chúng ta tiếp tục đến đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên, nít chăng đây là một cái trạng từ. Nít chăng có nghĩa là thường, thường thường. Anicca đó là vô thường, vậy thì anicca đó là thường, mà anicca đó là trạng từ, cho nên chúng ta dịch đó là thường thường. Pachalite. Pachalite đây là một cái quá khứ phân từ của động từ pachalati. Mà pachalati đó có nghĩa đó là đốt hay là thiêu. Đốt hay là thiêu. Thì pachalite đó quá khứ, cho nên mình dịch đó là đã. Ở đây chúng ta lấy theo nghĩa thụ động, thành ra chúng ta dịch đó là đã bị đốt hay là đã bị thiêu. Từ cuối cùng, sati. Thì cái chữ sati ở đây đó không phải là sati thông thường mà chúng ta thường nghe là niệm, mà chữ sati ở đây đó có nghĩa là being, tiếng Anh being. Thành ra sati này đó mình dịch đó là tồn tại hay là hiện hữu. Mà tồn tại hiện hữu mình cũng hiểu theo cái nghĩa phái sinh hay là nghĩa bóng đó, là chúng sinh. Sati là sự tồn tại, sự hiện hữu, chúng sinh. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba này chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, anthakare đó, anthakara, mà chia theo cách thứ ba, thành ra nó có cái hình thức là en đó. Anthakara có nghĩa là sự
sự lạc lối, sự mù quáng, tối tâm, sự tối tâm, sự lạc lối, sự mù quáng. Từ tiếp theo, ô nát tha. Ô nát tha, ô nát tha đây là một cái quá khứ phân từ của cái động từ ô nan thát tí. À, động từ này có nghĩa là bao phủ hay là đậy kín. Như vậy ô nát tha, quá khứ phân từ chúng ta dịch ra là đã bao phủ hay là đã đậy kín. Ở đây mình cũng dịch theo cái nghĩa thụ động là đã bị bao phủ, đã bị trùm kín, đã bị đậy kín. À, chúng ta bước sang đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên padipang. Padipang. À, từ này nếu mà chúng ta tách ra đó thì là pa cộng với là đi păng, nhưng mà nó đi chung vậy đó. Đi păng mình hiểu đó là cái cây đèn, ngọn đèn. Đi păng nghĩa đen đó là ngọn đèn, mà nghĩa bóng đó là ánh sáng. À, pa đi păng thì cũng vậy, ngọn đèn ánh sáng. À, chữ na là một phủ định từ có nghĩa là không. Gawe Satha là Gawe Sati mà chia theo ngôi thứ hai số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là tha. Thì Gawe Sati đó có nghĩa là tìm kiếm, tìm tòi, tìm kiếm, tìm tòi. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Cô nú khô ha xô là cười cái gì? Cái ma nan đô là vui cái gì hay là hân hoan cái gì? Pachalite sati, pachalite sati là sự tồn tại ha, sự tồn tại bị thiêu đốt, nít chăng thường thường. Onatha, onatha là bị onatha là bị bao phủ. Anthakare bởi bóng tối. Na ma ha. Na ga we satha mà các ngươi ha không chịu tìm kiếm đi băng ngọn đèn hay là ánh sáng. Đó là chúng tôi dịch văn xuôi theo cái nghĩa đen mà dịch sát theo từ ngữ. Thì thành ra đó là chúng ta mà giỏi về văn chương thì chúng ta có thể gọt giũa nó lại. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 146. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay.
Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang abhivademi. Svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno phakkhavato savakka sangho sanghang namami. Namattanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh chuyên đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 146. Câu kệ này là câu kệ khởi đầu cho phẩm Charavaka, phẩm già. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Quán Á, đề cập đến những người bạn nữ của bà Visakha. Tương truyền rằng có 500 cậu thanh niên ở tại thành Sawatthi là con nhà cả 500 người này đều có vợ, và 500 người này đã đưa vợ của mình đến nhờ bà Visakha, tức là nhờ bà Thiện Chi đó, bảo hộ, giúp đỡ, hướng dẫn, dạy dỗ, mong sao cho những người vợ của mình đó là thành nhân chi mỹ. Tức là mong những cái người vợ đó của mình á, có nết hạnh tốt đẹp nè, rồi không có dễ vui. Tức là đưa những cái người vợ của mình đến nương tựa nơi bà Visakha. Một thời gian nọ, các cái cô này đó không phải luôn luôn lúc nào đó cũng ở chung với bà Thiện Chi, mà có khi đó ở riêng biệt. Thì thành ra đó có một lần nọ, những cái cô này có ở riêng biệt thì bắt đầu đó cổ mới bày tiệc rượu, tiệc tùng trong suốt 7 ngày. Tiệc tùng trong suốt 7 ngày. Và trong suốt 7 ngày đó đó không phải các cô đó đó là rượu chè bê bết, mà là tiệc tùng 7 ngày đó đó để đãi những người chồng của mình. Thì trong quá trình đãi đó có rượu bia. Thì rượu bia đó còn sót lại, cho nên sau khi đãi các ông chồng mình xong đó, thì bây giờ các cô đó mới tự đãi nhau. Tự đãi nhau. Rồi sau khi mà họ tiệc tùng rượu chè xong vậy đó, cái họ mới đến đến gặp bà Visakha. Thưa bà, chúng con muốn đi chơi, tức là cũng xin phép rồi hẳn hoi vậy. Bà Visakha cũng đồng ý để cho các cô này đi chơi. Và khi mà đi chơi vậy thì họ lại tiệc tùng, họ lại rủ chè tiếp, họ đi thưởng ngoạn, họ đi hưởng thụ dục lạc ngũ trần. Hưởng thụ dục lạc ngũ trần. Thì bây giờ đó, bà Visakha suy nghĩ và biết được cái điều đó, cho nên đó bà mới nghĩ như thế này.
cái việc mà các cô này làm đó đó thật là không có thích hợp, thật là không có xứng đáng. Rồi đây đó, hàng phụ nữ sẽ bị sẽ chê trách và nói bây giờ đó các nữ thinh văn đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm đó cũng rượu chè, cũng chơi bời, cũng đi lêu lỏng. Khi mà bà Visakha suy nghĩ vậy thì bây giờ bà Visakha này mới nói với các cái cô kia, nói này các cô, cái việc mà các cô đã làm nó thật không có thích đáng, thật không có phải phép chút nào cả. Chúng ta, chính ta đã bị mang tiếng xấu lây, chồng các cô đó cũng sẽ nổi giận về cái việc đó. Cho nên bây giờ đó các cô phải làm như thế nào đây? Các cô đó có những cái dự tính sau đây. Những cái cô thiếu nữ này đó, thay vì biết đó là cái tội của mình, rồi thu thúc sửa đổi, nhưng mà các cô này đó thì lại không cho rằng đó là cái tội. Có nghĩa đó là bị vô minh nó che đậy. Thì mới nói với bà Visakha, nói thưa bà, chúng con sẽ giả đò làm như đó là mình bị bệnh vậy, để mà cho qua chuyện. Bà Visakha nghe nói vậy đó thì giữ một cái trạng thái tâm xả, tức là không có vui mà cũng không có bực tức với cái cách suy nghĩ việc làm của các cô này. Cho nên bà Visakha nói nếu vậy đó thì các cô hãy thức rõ ràng cái nghiệp mà các cô đang tạo đó. Tức có nghĩa đó là nghiệp phân xử các cô vậy. Sau đó những phụ nữ đó về nhà giả bệnh, các ông chồng đó thấy vậy đó, cho nên đó là cũng thôi, cho qua. Nhưng mà rồi một thời gian sau đó thì bắt đầu các cô này lại tiếp tục tổ chức tiệc tùng du ngoạn, đi lang thang, đi chơi bời, hưởng thụ dục lạc ngũ trần tiếp. Nhưng mà mỗi lần làm vậy đó thì cũng đều đến là trình báo với bà Visakha. Có khi đó tốt đẹp đó thì bà Visakha vẫn đi, mà có khi không tốt đẹp đó thì bà Visakha giữ ở trạng thái tâm xả, thì để cho các cô đó tự làm gì đó lại làm. Và nhiều lần không được bà Visakha hướng dẫn vẫn đi vậy nữa đó, thì bây giờ đó các cô này cũng có sự sợ hãi có thể đó là bà Visakha sẽ mét lại với chồng của mình, rồi chồng của mình sẽ rầy la, nên chi đó cứ đi theo năn nỉ xin đi chơi, xin bà Visakha dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia đó, thì bà Visakha không chịu. Thì bây giờ đó mới năn nỉ bà Visakha dẫn mình đi chùa, thì bà Visakha nghe nói đi chùa thì phát tâm quan hỷ. Cho nên đó là kêu vậy thì cô hãy chuẩn bị những thứ cần thiết rồi cùng đi chùa. Nhưng mà xin thưa quý vị, đó là tánh nào tật đó, tức là ham mê thượng dục lạc ngũ trần vậy đó, cho nên đi chùa cũng giấu đem theo rượu bia, khi vừa đi đó vừa uống. Cho nên khi mà đến chùa ngồi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, thì trong người các bà người nào đó cũng có hơi men hết. Thì nương theo đó, nương theo cái sự không tỉnh táo của các cô này, thì bây giờ Ma Vương Thiên Tử đó mới lợi dụng nhập vào, để khiến cho các cô này đó là hát hò, khiến cho các cô này đó là múa vũ ở trước mặt Đức Thế Tôn vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài thấy cái cảnh tượng, cái hiện tượng lạ vậy đó, cho nên đó là ngài mới tự suy nghĩ. Thì lúc đó đó ngài biết được đây là sự quấy phá của Thiên Tử Ma Vương.
Cho nên đó là Như Lai không thể nào đó mà để cho Thiên Tử Ma Vương này xuống đây phá phách tiếp nữa được. Thì ngay khi đó đó, Đức Thế Tôn ngài đã dùng thần thông từ cái lông chân mày của Đức Thế Tôn đó, một tia sáng phóng ra làm cho chư thiên kinh cảm. Và lúc bấy giờ cái tia sáng nó phóng ra đó thì nó làm cho trời đất đó, trở nên đen tối kinh khủng. Thì cái sự kiện hiện tượng đó nó xảy ra vậy, rồi bây giờ các cái cô này mới hoảng lên, mới sợ chết. Thì khi mà hoảng lên sợ chết vậy đó thì là có bao nhiêu chất men chất người nó mất sạch, nó không còn nữa. Và nó không còn nữa. Thì cũng ngay khi đó đó, Đức Thế Tôn ngài biến mất khỏi chỗ ngồi của ngài và ngài xuất hiện ở trên đỉnh núi Tu Di, rồi ngài phóng ra một cái đạo hào quang từ nơi chùm lông mày giữa của ngài. Thì cái đạo hào quang đó phóng ra đó là xua tan hết tất cả bóng tối, làm cho cái bầu trời đó trở lại trạng thái bình thường. Ngài mới quay về lại chỗ ngồi của mình và ngài gọi các cái cô phụ nữ đó đến và dạy rằng: các cô khi đến với ta là đã đến với tâm dễ vui, tức là rượu chè rồi nó coi thường rồi mới đến, đó gọi là đến bằng tâm dễ vui. Các cô không có nên dễ vui như vậy. Vì một khi ác ma thiên tử nó có dịp nhập vào xác các cô rồi đó, thì các ác ma thiên tử đó, đó sẽ khiến cho các cô cười ở những chỗ không đáng cười, vỗ tay ở những chỗ không đáng vỗ tay, múa hát diễu cợt ở những chỗ không đáng múa hát diễu cợt, vân vân. Giờ đây các cô phải ráng cố gắng tinh tấn lo dập tắt các cái ngọn lửa, nhất là lửa than. Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn này mới thuyết lên về 146 mà hôm nay chúng ta học. Ngài thuyết: Cô nu ha so ki ma nan do nit chang pa cha li te sa ti an tha ka re na o na tha pa di pang na ga we sa tha. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Và đồng thời khi nãy bà con chư Phật tử cũng đã nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi rồi. Rồi lại có một cái bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức mà Sĩ Thái Minh mới vừa đưa lên, chúng tôi cũng xin được đọc hầu bà con. Sao còn thích thú vui cười, đắm say khoái lạc khi đời lửa thiêu, trùm tâm muôn chiều, không tìm ánh sáng, tiêu diêu mà về. Như vậy thì qua ba bản dịch này là ba nguồn tham khảo để cho chúng ta hiểu được ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Vậy thì qua các cái bản dịch này nè, rồi qua duyên sự mà chúng tôi mới vừa trình bày đến với bà con chư Phật tử chúng ta đó, thì ý nghĩa Đức Thế Tôn ngài dạy ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này là gì? Xin thưa quý vị đó, khi Đức Thế Tôn ngài thuyết cho ai một câu kệ nào đó, thì câu kệ đó đó là đề tài thích hợp cho những người đó. Đề tài thích hợp cho những người đó, đó có nghĩa đó là sẽ khơi dậy
cái điều ưu điểm tốt đẹp nổi bật ra bạn sẽ chỉ ra cái yếu điểm khuyết điểm lớn nhất của người đó. Nhờ đó đó mà người đó có sự sợ hãi đối với khổ sanh tử luân hồi, từ đó nó cũng khiến cho kinh cảm trí sanh lên. Kinh cảm trí sanh lên và nương theo kinh cảm trí sanh lên đó đó mà cũng thành tựu được chánh trí. Là hoặc là ngài sẽ chỉ cho hay là ngài sẽ làm cho đối tượng đó đó phát huy được cái ưu điểm tốt nhất mà họ có, hoặc là thấy được cái khuyết điểm lớn nhất mà họ đang có. Như vậy là hoặc là thấy được cái tốt, hoặc là thấy được cái xấu. Thì nhờ vậy đó mà họ sẽ thành tựu được chánh trí. Như vậy thì 500 cô này nè, có lẽ đó là đời xưa kiếp trước 500 cô này cũng đã tích lũy tạo trữ ba la mật độ rất là lâu, rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái khuyết điểm của các cái cô này đó, thì xin thưa quý vị qua duyên sự chúng ta đoán thôi. Khuyết điểm của các cái cô này đó, đó là vẫn còn ham mê thụ hưởng dục lạc ngũ trần, mà chưa có thực sự sợ hãi đối với cái khổ tử sanh luân hồi, hay là khổ tồn tại, khổ hiện hữu. Mà các cái đời sống quá khứ đó, các cô này nè, đã từng tạo cái túc duyên, đã từng tạo cái tiền nghiệp đó, là có sự sợ hãi đối với khổ tử sanh luân hồi. Do đó đó bây giờ Đức Thế Tôn ngài chỉ cho cô này thấy, chỉ cho các cái cô này đó thấy được cái khổ của sự tồn tại đó, đó. Thì lúc đó đó là các cô này sẽ thành tựu được những gì cần thành tựu. Nên sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết dứt cái câu kệ này thì cả 500 cô thiếu phụ này đều chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Dạ đúng rồi, đều chứng đắc 500 phụ nữ ấy chứng quả dự luôn, và đều thành tựu được đạo quả Tu Đà Hoàn hết. Vậy thì cái câu kệ này nè, ứng ý hay là toát ý ở trong cái câu kệ này đó, Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta là cái gì? Chúng ta có thể hiểu ngược trở lên. Ngược trở lên tức là chúng ta hiểu từ cái câu câu thứ tư ngược lên tới trên. Cái câu thứ tư đó là ngài dạy vậy tại sao các ngươi không có tìm ngọn đèn, không tìm ánh sáng đi? Thì ngọn đèn ánh sáng ở đây đó mình cũng hiểu đó, ngọn đèn ánh sáng này thì nó cũng đồng nghĩa với cái phương cách hay cách thức thực hành hay tu hành. Vậy thì từ đó đó cái chúng ta mới đặt những cái câu hỏi là tại sao phải tìm cái ngọn đèn đó, tìm cái ngọn đèn đó để làm gì, tìm ngọn đèn đó bằng cách nào. Thì ngược lên trên đó là vì rằng cái sự tồn tại, sự hiện hữu này nè,
Nityang pachalite sati anthakarena onattha. Là sự tồn tại, sự hiện hữu này nè, thường bị thiêu đốt và bị cái bóng tối nó bao trùm. Là bóng tối nó bao trùm. Cho nên đó là phải tìm cái ngọn đèn hay là tìm ánh sáng để thấy đường. Tìm ngọn đèn hay tìm ánh sáng để thấy đường. Nếu vậy thì tại sao là phải tìm nó? Tại sao là phải tìm nó? Là tìm nó để mà thấy ánh sáng, thấy đường. Vậy thì tìm nó để làm gì? Là vì rằng bị đốt nóng, bị thiêu đốt, bị bao trùm vậy đó là khổ. Là khổ. Mà muốn không có khổ đó thì phải tìm ánh sáng, tìm ngọn đèn, tìm phương cách đó đó để thoát ra, để hết khổ đi. Ra để hết khổ đi. Thì cái ý nghĩa hiểu đảo ngược lên đó, chúng ta hiểu là như vậy. Và bây giờ chúng tôi mới xin được giải từ trên giải xuống. Giải ý nghĩa cặn kẽ chi li từ từ. Một ngày giả là cô nu ha su ki ma nan đô, là vui gì cười gì, là vui cái gì, vui cười cười cái gì, rồi hân hoan là vui thế là thích thú cái gì. Thì khi nào mình cười, khi nào mình cười đùa xin thú gì, rồi khi nào đó là mình hân hoan, mình vui thích. Chỉ khi nào mà lục căn của mình đó tiếp xúc với lục trần như ý, hay là lục trần hợp ý với mình, thì lúc đó đó mình mới có cười đùa, lúc đó mình mới có sự hân hoan, lúc đó mình mới có sự vui vẻ. Hay nói cách khác hơn đó là ngay khi chúng ta được thụ hưởng dục lạc ngũ trần, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, hoặc là được ăn ngon, được mặc đẹp nè, được sống trong nhà cao cửa rộng, được người hầu kẻ hạ, được danh thơm tiếng tốt, được ngủ nghỉ, được đi xem hơi đời mới, vân vân và vân vân. Tức là cái gì cũng được đó, thì lúc đó đó chúng ta mới có cái sự cười đùa, hân hoan, vui vẻ, hưởng thụ. Nhưng mà cái mặt phải vậy đó, thì thử hỏi quý vị có mặt trái không? Có, được thì sẽ phải bị mất. Do đó khi mà mình không có được ăn ngon, mặt đẹp, thì mình sẽ sụ mặt, buông rấu. Như vậy thì sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần không như ý của mình, không hoàn hảo, thì lúc đó dẫn đến sẽ là buồn. Mình hiểu cả hai mặt vậy đó, xin thưa quý vị. Cái gì mà nó tốt đẹp, lúc đó là mình sẽ vui đùa, cười đùa, hân hoan, hoan hỷ, vui thích hưởng thụ. Nhưng mà ngược lại đó thì là sẽ ủ mặt, trau mày, rồi bực bội, rồi là khó chịu, rồi là buồn phiền, buồn rầu, lo âu, lo lắng, chán nản, chán chường, tuyệt vọng. Nó có hai mặt vậy đó, xin thưa quý vị. Nhưng mà hai mặt này nè, nó đều thể hiện cái cảm xúc. Và cảm xúc thọ hỷ thọ lạc nó đối lại với là thọ khổ thọ u. Thì thọ hỷ thọ lạc, thọ khổ thọ u này nó chỉ phát sanh ở ở đâu xin đúng gì? Chúng sinh là hiện hữu, là sự tồn tại, là chúng sinh, chữ sati đó xin đúng gì? Thì là sati. Như vậy thì là mà có các cái nhu cầu phục vụ đời sống như ý thì chúng sinh đó là vui cười, hân hoan, hân hở. Nhưng mà khi các cái nhu cầu phục vụ đời sống không có như ý thì chúng sinh đó là buồn phiền, buồn rầu. Dạ, buồn phiền, buồn rầu. Mà hễ đã gọi là chúng sinh hay là đã gọi là tồn tại, là hiện hữu, thì chúng sinh hay là tồn tại hay là hiện hữu đó đó ở trong bạn. Ở trong ba cõi hay là ở trong thế giới này? Thì thế giới này nó có cái quy luật vận hành của nó.
cha, cứ hễ khi nào mà còn tồn tại, còn hiện hữu, còn xuất hiện ở trong thế giới này, trong cuộc đời này, trong tam giới này, thì tất yếu phải có gì, xin thưa quý vị? Có sanh ra nè. Dạ, có sanh ra. Mà hễ có sanh ra thì có già, có chết. Xin hỏi quý vị, có ai sanh ra mà không già, không chết không? Không có. Từ xưa tới giờ chúng ta đọc sách vở, kinh sách hay là sách vở ngoài kinh sách, chúng ta thấy cũng có. Thì trong quá trình là từ sanh ra già chết đó đó, thì chúng sinh phải tiếp xúc với biết bao nhiêu thứ ở trong tam giới này, trong cuộc đời này. Mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân động ý suy nghĩ, thân đụng chạm ý suy nghĩ, nó có vô vàn những vấn đề. Có những vấn đề đó nó như ý của mình, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những vấn đề không có như ý. Nó cũng có những vấn đề chướng tai gai mắt, nó cũng có những vấn đề nan giải, khó giải, khổ sở, trắc trở. Do trắc trở. Như thì khi đó đó, cái tâm trạng hay là cái cảm giác của mình có còn được vui nữa không? Có còn được hân hoan nữa không? Không. Thì khi đó đó sẽ có gì? Sâu nè, bi nè, khổ nè, u nè, ai? Thì sở dĩ sầu bi khổ u ai này là gì? Do có sự sanh ra rồi lớn lên, rồi sinh sống, rồi già đi, rồi chết. Một quá trình dài thường thường đó, đó thì tất yếu nó sẽ có những cái loại cảm thọ, cảm giác này. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó, là có ai mà thích mình bị sầu nè, bị bi lụy nè, bị khổ thân, bệnh đau, đứt tay đứt chân không? Có ai đó mà mong muốn mình buồn rầu hay không? Có ai mà mong muốn mình bị chán nản tuyệt vọng hay không? Ai đó? Không. Và khi mà các cái cảm thọ này nó phát sanh lên đó, thì lúc đó mình có giống như đó là đang ngồi trên lửa nóng, xin thú vị. Những thứ đó đó là nó thiêu đốt tâm can. Thứ đó nó thiêu đốt tâm can. Thì thành ra khi nào mà còn hiện hữu, còn tồn tại, thì lúc đó nó sẽ bị sự sanh ra này nó dày vò. Bị sự già đó, đó nó dày vò. Bị sự chết đó nó dày vò. Bị sự sầu đó nó dày vò. Bị sự bi lụy đó nó dày vò. Bị sự khổ thân đó, khổ thân tức là đứt tay đứt chân bệnh tật đó, nó dày vò. Bị sự buồn rầu đó nó dày vò. Bị sự ai oán ta thán, tuyệt vọng chán trường đó, đó nó dày vò. Dạ, nó dày vò. Thì sự dày vò đó, đó mình hiểu theo cái nghĩa bóng, đó chính là những cái ngọn lửa. Nó thiêu đốt tâm can của mình, nó làm cho mình đó bị xáo trộn đi, nó làm cho mình là khó chịu nè, là bực bội nè, là tức tối nè, không như ý. Đó không như ý. Thì xin thưa quý vị đó là tùy cái sự xuất hiện của mình ở đâu, để mình chịu nhiều loại lửa hay là ít loại lửa. Ít loại lửa. Nhưng mà dù cho mình xuất hiện ở đâu đi nữa đó, thì cũng vẫn cứ bị lửa, lửa nó thiêu đốt. Thành ra trong kinh mới nói cho mình biết là tam giới như quả trạc. Ở đâu đó mình cũng bị mấy cái ngọn lửa này đó nó đốt, nó thiêu vậy. Dạ, nó đốt, nó thiêu vậy. Nhưng mà do đâu đó còn bị đốt, bị thiêu vậy đó, xin thú gì? Là vì do mình còn có cái hiện hữu này nè. Phải xin thú gì? Do còn hiện hữu, còn tồn tại, còn sanh ra, còn mới bị già, mới bị chết, rồi bắt đầu đó, mới bị sầu, mới bị
bi nè mới bị khổ nè mới bị u nè mới bị ai nè. À, sanh nè, già nè, chết nè, sầu nè, bi nè, khổ nè, u nè, ai nè. Tám cái ngọn lửa này đó nó thiêu, nó đốt mà. Rồi bên cạnh đó đó, bên cạnh tám cái ngọn lửa này đó, thì tám cái ngọn lửa này đó nó phát xuất, nó có đó là nó từ nơi cái nhân chính, đó là lòng tham, lòng sân, lòng si mê. Thì cộng ba cái ngọn lửa đó nữa là thành ra 11 ngọn lửa. 11 ngọn lửa nó thiêu đốt vậy đó. Vì vậy là khi nào mà mình còn tồn tại hiện hữu, cho tồn tại hiện hữu ở hình thức nào, ở cõi nào, à, thì mình cũng bị các cái ngọn lửa nó thiêu đốt, nó đốt nóng vậy đó. Và nó thiêu đốt, nó đốt nóng vậy đó. À, nhưng mà thử hỏi với bà con chư Phật tử chúng ta là có bao nhiêu người hiểu được vậy, rồi tin được vậy? Ở trên cuộc đời này bây giờ đó là khoảng 9 tỷ người, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta là có được bao nhiêu người hiểu ra được điều này và tin vậy? Không bao nhiêu người hết, bà xin thưa bà con chư Phật tử. Không bao nhiêu người đâu. À, trên thế giới này người mà theo Phật giáo đó, Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn nhất ở trên thế giới này, mà Phật giáo được xếp vào hạng thứ ba. Về tín đồ của Phật giáo đó là ít thứ ba. À, thì từ cái chỗ đó mà chúng ta suy ra đó là người theo Phật giáo không được. Rồi không phải tất cả người theo Phật giáo cũng đều hiểu ra được rằng khi nào còn tồn tại còn hiện hữu là còn khổ, còn tồn tại còn hiện hữu là còn bị các cái ngọn lửa này nó thiêu đốt. Không bao nhiêu. À, thì khi mà không có hiểu biết như vậy đó, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta có phải là những người đó đang bị bóng tối nó che đậy không, nó đậy kín không, nó bao trùm không? Dạ, đó là bóng tối. Bóng tối theo nghiệm bóng, tức là bóng tối, tức là sự không có hiểu biết. Không có hiểu biết sự hiện hữu này chính là khổ. Dạ, tức là không có hiểu biết về khổ đế, hay là không có hiểu biết đầy đủ tự đệ, tự thanh đệ. Thì cứ có hiểu biết về tự thanh đế vậy thì là đang bị bóng tối nó bao trùm. Dạ, đang bị bóng tối nó bao trùm. À, nó che đậy, nó bao phủ, nó phủ kín đi. Dạ, nó phủ kín đi. À, thì vì do không có hiểu biết, do không hiểu biết như vậy đó, à, do đó đó là cứ khi nào hưởng thụ dục lạc ngũ trần được thì là hưởng thụ dục lạc ngũ trần, vui vẻ cười đùa hân hoan, thì xin thưa với bà con chư Phật tử chúng ta, ngay khi đó là đang đầu tư để cho có hiện hữu tiếp tục theo. Rồi kể cả việc nè, người hiểu không có tới nơi tới chốn. Người hiểu không có tới nơi tới chốn, tức là hiểu không có dựa trên cái cơ sở sợ hãi đối với khổ tử sinh luân hồi đó, mà có tạo phước, mà có tạo phước. Tạo phước đó đó để được người này người kia người ta biết đến mình. Tạo phước đó đó để được người này người kia người ta khen ngợi mình. Tạo phước đó đó để cầu danh. Và tạo phước để cầu danh đó, thì xin thưa, tạo phước theo kiểu đó cũng đang đầu tư để đời sau kiếp khác có hiện ngũ, có tồn tại tiếp theo. Rồi cao hơn tí nữa là kể cả những người mà làm phước mong cầu quả nhân thiên, tức là vì đời này đó nghèo khổ quá, cho nên đó là nghe sư, nghe thầy, nghe cô, nghe bạn đạo hướng dẫn bố thí là được giàu có, cho nên đó là gì, đi bố thí mong cầu đời sau kiếp khác mình giàu có hơn. Giữ giới để mong cầu đời sau kiếp khác đó, mình có danh vọng địa vị uy tín trong xã hội hơn.
đi nghe pháp, học pháp là tu tiến, mong cầu đời sau kiếp khác mình thông minh đổi đạt hơn, mình có văn bằng này văn bằng kia hơn. Thì xin thưa quý vị đó, làm phước theo kiểu mong cầu quả nhân thiên này nè, mong cầu quả hữu lậu này nè, cũng đang đầu tư để đời sau kiếp khác còn có hiện hữu, còn có tồn tại. Tức là gì? Đang đầu tư cho cái khổ tiếp. Dạ, đang đầu tư cho cái khổ tiếp. Thì như vậy với người mà làm vậy nè, làm phước theo kiểu này nè, xin thưa quý vị, cũng bị vô minh nó che đậy, bị vô minh nó bao trùm, bị vô minh nó vây kín. Dạ, bị vô minh nó vây kín. Thì với những ai mà bị vô minh bao trùm, bị vô minh vây kín vậy đó, thì những người đó đó thì cứ phải đi lòng vòng ở trong tam giới. Và cứ hễ mà đi lòng vòng ở trong tam giới đó thì hết buồn rồi lại vui, hết vui rồi lại tới buồn. Mà hết buồn lại vui, hết vui rồi lại tới buồn đó thì cứ bị 11 ngọn lửa đó, hoặc là ít hơn 11 ngọn lửa đó, nó thiêu, nó thiêu, nó thiêu, đốt, nó thiêu, nó đốt, nó thiêu, nó đốt hoài vậy đó. Thì với những ai đó ha, mà hiểu thấy ra được vậy, hiểu thấy ra được đó là khi nào còn tồn tại này nè, còn hiện hữu này nè, thì mình còn bị các cái ngọn lửa đó nó đốt, các ngọn lửa đó nó đốt, nó khiến cho mình ê chề chán, trường chán, nản đau khổ quá. Thì bắt đầu đó là mới cố gắng tinh tấn siêng năng tìm cái phương cách sao đó để đừng cho bị mấy cái ngọn lửa đó nó đốt nữa. Mấy ngọn lửa đó nó đốt nữa, tức là gì? Phá vỡ đi màn vô minh. Phá vỡ đi màn vô minh tức có nghĩa là lúc đó mình sẽ có được ánh sáng. Ánh sáng mà xuất hiện thì bóng tối nó đi mất. Mà để phá được cái bóng tối đó thì buộc lòng mình phải có ánh sáng. Như vậy đó thì bóng tối là không hiểu biết về bốn đế. Vậy thì ánh sáng là hiểu biết về bốn đế. Mà hiểu biết về bốn đế trong trường hợp này nè, ở đây nè, cụ thể gần gũi để chúng ta dễ hiểu là hiểu biết như thế nào. Là trước hết mình phải có cái sự sợ hãi mỗi khi cái khổ nó phát sinh lên vậy. Rồi sợ hãi cao hơn tí đó là khổ của tử sanh luân hồi, khổ của cái sự hiện hữu, sự tồn tại. Sự hiện hữu, sự tồn tại đó, khi nào mà nãy giờ chúng tôi nói đó, khi nào mà mình còn hiện hữu, còn tồn tại, mình còn bị những cái ngọn lửa này nó thiêu, nó đốt như vậy đó, thì đó là khổ đó. Mình thấy ra khổ vậy cái bắt đầu mình mới sợ nó. Thì khi mà mình sợ nó đó, mình không muốn bị cái khổ này nó đốt vậy đó, thì bây giờ đó là gì? Mình phải tập chán. Tại vì hồi đó giờ ra ăn ngon thì mình khoái, mặt đẹp mình khoái. Bây giờ mình phải sợ nó. Sợ là sao? Là vì khi mà mình không có ăn ngon thì mình sẽ bị đau khổ, khi mình không có mặt đẹp thì mình sẽ bị đau khổ. Mình sợ mặt cái thì buộc lòng mình cũng phải sợ luôn mặt tại. Dạ, mình sợ mặt trái thì cũng phải sợ luôn mặt phải. Bây giờ trước hết mình phải có sự sợ hãi dẫn đến nhàm chán đối với cái sự thụ hưởng dục lạc ngũ trần đó. Nhàm chán xong cái là mình từ bỏ luôn cái sự thụ hưởng dục lạc ngũ trần đó. Thì bước đầu tiên là gì? Mình phải sợ hãi nhàm chán đối với vật dục. Là vật chất đó, xin thú vị. Rồi dần dần đó hướng đến cái chỗ từ bỏ phiền não dục. Rồi từ bỏ phiền não dục tức là từ bỏ tham sân si, tập dần dần từ từ vậy đó. Thì khi mà từ bỏ vậy đó thì đồng nghĩa với việc là gì? Vô minh nó giảm từ 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 từ, mà vô minh nó giảm từ 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 có nghĩa là bóng tối nó giảm từ từ, mà bóng tối nó giảm từ từ vậy thì ánh sáng nó lóe 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 lên cũng từ từ. Dạ, cũng từ từ cho đến khi nào đó mà mình từ bỏ được tham, từ bỏ được sân, từ bỏ được si,
Đã từ bỏ được gì? À, thì khi đó, đó là ánh sáng nó xuất hiện một cách đầy đủ, một cách trọn vẹn. Nhưng một cách trọn vẹn, không có cái gì mà cái đùng đùng một cái là chúng ta làm được đâu, xin thú vị. Mà chúng ta phải làm từ từ. Tu là mình phải tập từ bỏ từ từ. À, do đó đó, mỗi nhân phước mà mình làm, mỗi nhân phước mình làm, mình bố thí vật chất đó, là mong cầu ước muốn là giảm bớt đi một chút bủn xỉn của mình, giảm bớt đi một chút tham dữ của mình. Thọ trì quy giới, giữ giới thì giữ giới cung kính nè, phục vụ nè, là giảm bớt đi một chút cái sự ganh tị của mình, giảm bớt đi một chút cái sân tâm của mình. Đó, sân tâm của mình. Học hỏi, học pháp này nè, hoặc là nghe pháp nè, hoặc là học bất kỳ một cái gì đó, thì cũng với mong muốn đó là giảm bớt đi một chút si mê ngu muội của mình. Cho mình đừng có học để cho người ta biết rằng mình có học, hoặc là học này nè để tạo ra một cái danh vọng rồi một cái gì 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 đó cho mình. Thì khi nào mà mình tập tập từ từ vậy, tất cả các cái việc phước mà mình làm hướng đến đó, giảm bớt đi các cái phiền não, mà ba cái phiền não gốc rễ đó là tham, là sân, là si. Làm bất kỳ một cái việc nào mình cũng nghĩ vậy đó, nha, mình cũng nghĩ vậy đó. Thì đến một lúc nào đó, đó là bóng tối nó không có bị bao trùm nữa. Đến một lúc nào đó, đó là những cái ngọn lửa mà nó đốt mình đây nè, nó thiêu mình nè, nó không còn có cái khả năng đó nữa. Bởi sao? Vì khi nào mà mình không còn tham, hoàn toàn không còn tham, cắt đứt hết tất cả các cái bè đảng của tham, thì mình sẽ không còn nằm trong cái sự khống chế của các cái ngọn lửa đó nữa. Và thì ngay khi đó, đó mình mới thật sự đó là không còn khổ. Và ước mong qua cái bài giảng này sẽ gợi mở ra cho bà con chư Phật tử chúng ta đôi điều gì đó mới mẻ, hoặc tối thiểu nhất đó là cũng ung đúc lên dây cót để bà con chư Phật tử chúng ta cố gắng siêng năng hơn nữa trong cái việc đó là học pháp, hành pháp, hướng đến từ bỏ tham sân si. Và chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài câu kệ pháp cú số 146 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến nơi chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Phước báo khác xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quy lực, đại thần lực, cầu mong chư thiên tùy ý phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức minh mẫn đã từ bi hoan hỷ nghĩa từ vựng giảng dương sự và ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 146. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư đã tận tình giảng dạy cho chúng con được hiểu để học và hành theo cho được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và nam mô Bụt Tha Giá, cảm ơn rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu để rơm chúng con toàn đủ phước báo. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ quân thỉnh thường tạo minh hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá và cảm ơn Quang Nguyệt. Vata sapa mangalang rakhanta sapa de vata sapa buddha na va veda sada sati bhavantu te vata sapa mangalang rakhanta sapa de vata sapa dhamma na va veda sada sati bhavantu te vata sapa mangalang rakhanta sapa de vata sapa sangha na va veda sada sati bhavantu te. Tất anh phúc hằng khởi đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người.
Cầu xin do quá cố tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai Akasattha Chappamattha Devanaga Mahitika Vẫn nhận nợ anu mô đan thì chỉ rằng đại khanh từ xa xa năng Akasattha Chappamattha Devanaga Mahitika Vẫn nhận nợ anu mô đan thì chỉ rằng đại khanh từ nơ gà ru Akasattha Chappamattha Devanaga Mahitika Vẫn nhận nợ anu mô đan thì chỉ rằng đại khanh từ nha tại dơ Akasattha Chappamattha Devanaga Mahitika Vẫn nhận nợ anu mô đan thì chỉ rằng đại khanh từ ba ni nô Akasattha Chappamattha Devanaga Mahitika Vẫn nhận nợ anu mô đan thì chỉ rằng đại khanh từ nô sát đa Chư thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều Đông vương thần lực có nhiều a đồng sinh hoan hỷ phước điều chuẩn con Hộ trì Phật giáo tăng bậc các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh Nam Mô Bích Tha Dạ chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay do học pháp thính pháp kệ kinh đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp đức phật Gotama tròn đủ 5.000 năm chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà nhất là vua trời đế thích cùng tứ đại tiên vương tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm pháp quốc kinh chuyên đề nhất là chung quanh đề cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài xin hãy hoan hỷ thọ dụng đậm điều nhau cả thảy Y đăng buôn nhân ni ban át sát bát cha yo hồ tu Y đăng buôn nhân ni ban át sát bát cha yo hồ tu Y đăng buôn nhân ni ban át sát bát cha yo hồ tu một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức nguyên ngài đã quang lâm vào rừng chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài này trợ duyên quý ngài an vui trong luôn an lạc thành tựu đạo